Trong chương mục Chính luận ngày hôm nay, anh chị kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Trần Trung Đạo Suy nghĩ về hòa hợp hòa giải dân tộc Nhân dịp 30 tháng 4 năm 2010, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA có gửi cho tôi 4 câu hỏi liên quan đến hòa giải Dĩ nhiên tôi trả lời từng câu, nhưng để anh chị em đọc một dòng từ đầu đến cuối các suy nghĩ có liên quan mật thiết với nhau Tôi ghép cả 4 câu hỏi vào chung một câu và 4 câu trả lời cũng vào chung thành một bài 4 câu hỏi như sau trước hết xin anh chia sẻ với thính giả và độc giả của đài tiếng nói hoa kỳ quan điểm của anh về hòa giải hòa hợp dân tộc về câu nói của ông võ văn kiệt một triệu người vui một triệu người buồn về thắc mắc của nhà văn vũ ngọc tiến thế hệ chúng tôi sẽ dọc trường sơn đi cứu nước giải phóng miền nam thống nhất tổ quốc sao những người được chúng tôi giải phóng lại ào ào bỏ nước mà đi đông đến như vậy và cuối cùng là về câu nói của nhà văn Nguyễn Trọng Tạo, một dân tộc mà lũ trẻ không biết mơ mộng và người già không biết sám hối thì đó là một dân tộc bất hạnh. Hãy trân trọng sự sám hối. Và sau đây là câu trả lời. Tuần trước tôi có dịp đến thăm viện bảo tàng lịch sử Mỹ tại Washington DC, trong đó có một khu dành riêng cho tổng thống thứ 16 của Mỹ là tổng thống Abraham Lincoln ngay trước cổng của khu tưởng niệm tổng thống lincoln có treo một tấm bảng nhỏ trong đó có ghi một câu trong tân ước mà ông yêu thích và thường hay trích dẫn câu đó là một căn nhà phân hóa chống lại chính nó căn nhà đó không thể đứng vững tổng thống lincoln quan niệm tinh thần đoàn kết hòa giải giữa các thành phần quốc gia là điều kiện quyết định giúp quốc gia vượt qua những khó khăn cũng như dẫn đến sự vững mạnh thăng tiến lâu dài sự phát triển vượt bậc của hoa kỳ từ thuộc địa của anh trở thành cường quốc hàng đầu thế giới đã chứng minh Câu mà tổng thống Lincoln trích dẫn là một chân lý, chân lý đó cũng đã được thử nghiệm và xác định tại nhiều quốc gia khác như Nam Phi, Cộng hòa Đức vân vân. Tổng thống Lincoln nhấn mạnh đến tinh thần hòa giải trong diễn văn nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ 2 năm 1865, nghĩa là sau khi quân đội miền Bắc đã kết thúc cuộc nội chiến bằng chiến thắng và tổng thống Nelson Mandela cũng chỉ lập ủy ban sự thật và hòa giải quốc gia sau khi đã đắc cử tổng thống Cộng hòa Nam Phi. Nếu tổng thống Lincoln bỏ tù hết các cấp sĩ quan viên chức chính quyền miền Nam thì chắc chắn quân đội của tướng Robert Lee đã không buông súng dễ dàng và nước Mỹ có thể không có ngày hôm nay. Tương tự, nếu tổng thống Nelson Mandela bắt thiểu số da trắng phải trả giá bằng những cực hình đầy đọa giống như dân da đen đã từng chịu đựng dưới ách phân biệt chủng tộc Nam Phi thì hòa hợp hòa giải đã không đến cho quốc gia này. Từ những bài học quý giá đó, Tôi quan niệm, hòa giải không chỉ là một tình cảm mà phải dựa trên các nền tảng chính trị, kinh tế, xã hội cần thiết, và các nền tảng đó chính là sự thật, tự do, dân chủ và bình đẳng giữa những con người cũng như giữa các thành phần trong xã hội. Giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam có tất cả những phương tiện để thực thi hòa giải hòa hợp dân tộc nhưng họ đã không làm. Lý do nếu làm thì họ đã không phải là Cộng sản. Hòa hợp hòa giải dân tộc đặt cơ sở trên sự bao dung bình đẳng, vốn đi ngược lại với mục tiêu cộng sản hóa Việt Nam bằng các phương tiện bạo lực mà đảng đã và đang dùng. Do đó, ngày nào chế độ độc tài đảng trị dù tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào tại Việt Nam, ngày đó chuyện hòa giải chỉ là một chuyện để bàn cho có và cũng sẽ qua đi theo mỗi tháng tư. Câu nói của ông Võ Văn Kiệt ngày 30 tháng 4 có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn, có lẽ là câu nói tích cực nhất mà chúng ta được nghe từ một người từng đóng vai trò lãnh đạo Đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam trong một thời gian dài sau năm 75. Như tôi đã có lần viết trong một tiểu luận về những lời phát biểu của ông Võ Văn Kiệt, tôi tin đó là một câu nói chân thành, kết quả của nhiều đêm trăn trở. Tôi vui mừng bởi vì ông đã góp phần tạo nên một môi trường thảo luận những vấn đề sinh tử của đất nước mà trước đây không có được. Các thế hệ trẻ Việt Nam qua những lời phát biểu của ông có cơ hội biết đến một quản lịch sử dân tộc đen tối do chính một trong những người chịu trách nhiệm lớn nhất của đảng và nhà nước trong giai đoạn đó kể ra. Con đường mà dân tộc đã trải qua trong suốt hơn 30 năm không phải là con đường vinh quang như các em đang học ở trường. Những ngày mà cha chú các em đã sống không phải là những ngày đẹp nhất dù mai sau đời vạn lần hơn. Nhưng là con đường nhuộm bằng máu và nước mắt, trong đó có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn như ông Võ Văn Kiệt đã nhắc lại. Ngoài ông Võ Văn Kiệt đã qua đời, một số cán bộ Cộng sản nổi bật trong giai đoạn chiến tranh như cựu đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Pháp Võ Văn Sung trong một buổi phỏng vấn dành cho Việt Nam mới đây cũng nhấn mạnh đến tinh thần hòa giải bằng những câu phát biểu thật là thấm thía. Lúc này nếu ai đó trong chúng ta, dù từng đứng về phía nào mà vẫn nuôi lòng thù hận, cản trở hòa hợp dân tộc thì sẽ dần trở nên lạc lõng và thật sự có lỗi với tương lai của chính con cháu mình thế nhưng cả ông võ văn kiệt lẫn ông võ văn sung về khái niệm đều lầm lẫn giữa hòa giải và đầu hàng giữa hòa hợp và phục tùng giữa bao dung dân tộc và thương xót người chiến bại hòa giải hòa hợp là con đường hai chiều là chiếc cầu nhiều nhịp và như tôi đã phát biểu ở trên phải dựa trên nền tảng bình đẳng tự do dân chủ không ai có quyền bắt người khác phải bơi qua sông để hòa giải với mình những người lính miền nam cần công lý chứ không cần thương xót trong lúc tôn trọng sự khác biệt về cách giải thích nguyên nhân của cuộc chiến Việt Nam, tôi thông cảm những trăn trở của nhà văn Vũ Ngọc Tiến trong bài viết mới đây, tùy bút tháng 4. Trong số 3,2 triệu người Việt định cư ở hải ngoại hiện nay, số ra đi trước ngày 30 tháng 4 năm 75 kể cả số di cư từ thời thuộc Pháp chỉ khoảng 1 triệu và số còn lại là hơn 2 triệu người chủ yếu rời bỏ đất nước từ nửa cuối thập niên 70 và cả thập niên 80 của thế kỷ trước. Thế hệ chúng tôi sẽ dọc trường sơn đi cứu nước, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, sao những người được chúng tôi giải phóng lại ào ào bỏ nước mà đi đồng đến vậy? Tôi nghĩ câu hỏi này nhà văn đặt ra cho giới lãnh đạo đảng chứ không phải cho độc giả của ông. Tuy nhiên với tư cách là một trong số hơn 2 triệu người ra đi sau năm 1975, tôi nghĩ lý do cũng rất là đơn giản. Họ ra đi sau năm 75 là vì tự do. Nếu Liên hiệp quốc và các nước Đông Nam Á không đóng cửa các trại tị nạn đầu thập niên 90 thì không chỉ có 2 triệu người đâu mà có thể là 4 triệu hay 6 triệu hay có khi là nhiều hơn nữa đã bỏ xứ ra đi. Quê hương Việt Nam sau năm 75 là quê hương để nhớ, để thương chứ không phải là để sống. Và sau 35 năm, ngoại trừ một số ít người, 300.000 người thành đạt như nhiều nguồn ước tính và nhà văn Vũ Ngọc Tiến có trích dẫn trong bài viết của ông đã không về phục vụ đất nước. Nhà văn thắc mắc tại sao họ lại không về? Câu trả lời cũng không có khó lắm. Thứ nhất, dù chia rẽ, kèn cửa chống đối lẫn nhau, về căn bản, họ vẫn là những người chống lại chế độ độc tài cộng sản. Và thứ hai, họ không muốn thấy những đóng góp của họ chỉ để làm giàu thêm giai cấp tư sản đỏ đang như dòi bọ sinh sôi từ xương máu của nhân dân, chứ không đem lại lợi ích gì cụ thể cho đại đa số đồng bào đang sống trong nghèo khổ. Tôi cũng rất tâm đắc với suy nghĩ của nhà văn Nguyễn Trọng Tạo trong bài viết Đừng thêm những tháng tư, một dân tộc mà lũ trẻ không biết mơ mộng và người già không biết sám hối, đó là một dân tộc bất hạnh. Hãy trân trọng sự sám hối và hoa giải là nguyện vọng cấp thiết của người Việt Nam dù trong hay ngoài nước. Đúng vậy, những ai có trách nhiệm cho điêu tàn, đổ nát, đói nghèo, lạc hậu, mất đất, mất biển, phải sám hối trước tiên linh của ông bà và xin lỗi trước nhân dân. Trải qua một cuộc chiến dài với quá nhiều những hy sinh sương máu, tôi tin không một người Việt Nam yêu nước nào không muốn sống trong cảnh hòa bình, không mong đất nước mình cường thịnh, hội nhập vào dòng phát triển của cộng đồng nhân loại. Không chỉ những người lính miền Nam, người dân miền Nam mà ngay cả những người lính miền Bắc, người dân miền Bắc cũng chỉ mong có cơ hội được trở về căn nhà xưa với ruộng lúa nương dầu với cha mẹ già đang chờ đợi. Cuối cùng, như các chúng ta thấy, không ai thương dân tộc Việt Nam bằng chính người Việt Nam. Bên trong những vòng hoa chiến thắng, mặt trái của những tấm huân chương là máu thịt của hàng triệu người Việt Nam đổ xuống là đói nghèo, lạc hậu. Việt Nam phải vượt qua, Việt Nam phải thăng tiến nhưng chướng ngại lớn nhất trên con đường dẫn tới một tương lai tốt đẹp, tự do, dân chủ, giàu mạnh không phải vì thiếu hòa giải hòa hợp mà quan trọng hơn là vì cái cơ chế độc tài đảng trị như một bức tường đang chắn ngay trước lối đi lên. Một khi cơ chế độc tài sụp đổ, hòa giải hòa hợp tự nhiên sẽ đến dù lúc đó chưa chắc còn cần thiết nữa.